Con xin kính chào cộng đoàn ngày mới an bình trong tay Chúa mẹ Maria và thánh cả Giuse. Con xin mời cộng đoàn lắng nghe bản tin giáo hội công giáo ngày 27 tháng 11. Bản tin giáo hội công giáo ngày 27 tháng 11 có những tin chính sau đây. Đức thánh cha Francisco giáo hội đồng hành với các gia đình gặp khó khăn trong hôn nhân. Đức thánh cha Francisco đối thoại là con đường duy nhất cho hòa bình tại thánh địa. Đức thánh cha hiệp ước hòa bình và tình bạn của Argentina và Chile là mô hình giải quyết xung đột hiện nay. Đức Hồng y Parolin chấm dứt leo thang chiến tranh ở Ukraine trước khi không thể cứu vãn. Đức Thánh Cha tiếp liên đoàn mô tô Ý, nhà nguyện lòng thương xót của Chúa ở Thái Lan, mang Siro Dacio vào cuộc sống. Hàng triệu tín hiệu Ấn Độ sẽ kính viếng thánh tích của Thánh Francisco Xavier. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ trở nên những chứng nhân hy vọng. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho việc chấm dứt bạo lực tại Myanmar. Thư của cho tổng quyền dòng Đa Minh về việc tuyên thánh cho chân phúc Pia -Gheroi. Gregorio Farsas, dòng Đa Minh. Sau đây con xin kính mời cộng đoàn lắng nghe bản tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco, giáo hội đồng hành với các gia đình gặp khó khăn trong hôn nhân. Trong diễn văn trước các thành viên của Học viện Hôn Nhân và gia đình Doan Paulo II ở Roma vào sáng thứ Hai ngày 25 tháng 11 năm 2024, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội không đóng cửa đối với những người đang chiến đấu trên con đường Đức tin. Do đó, Logic của việc hội nhập một vụ là chìa khóa cho việc đồng hành mục vụ đối với những người sống với nhau nhưng trì hoãn vô thời hạn cam kết hôn nhân của họ và đối với những người đã ly dị và tái hôn. Nhận định rằng các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đã phát triển theo hình thức gia đình, mở rộng các đơn vị gia đình bằng cách chào đón những tín đồ mới và gặp gỡ nhau tại gia đình, Đức Thánh Cha giải thích rằng ngay từ đầu giáo hội đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng không có ràng buộc kinh tế hay xã hội nào ngăn cản con người sống theo Chúa Giêsu. Việc gia nhập giáo hội luôn có nghĩa là khai mở một tình huynh đệ mới, đón nhận người lạ và thậm chí là kẻ thù. Giáo hội đồng hành với những người đang chiến đấu trên con đường đức tin. Do đó, giáo hội ngày nay dấn thân thực hiện cùng một sứ mạng, không đóng cửa đối với những người đang chiến đấu trên con đường đức tin. Trái lại, giáo hội mở rộng cánh cửa, bởi vì mọi người cần sự quan tâm mục vụ đầy lòng thương xót và khích lệ. Amorit Latitia, 293 Ngài nói rằng sự hiện diện của những người ly dị tái hôn hay sống ngoài hôn nhân trong giáo hội chứng tỏ ý chí kiên trì trong đức tin, bất chấp những vết thương của những kinh nghiệm đau đớn. Giáo hội giúp gia đình được vững chắc nhờ tình yêu. Do đó, không loại trừ ai, giáo hội thăng tiến gia đình được thiết lập trên hôn nhân bằng cách góp phần ở mọi nơi và mọi lúc, làm cho mối dây hôn nhân được vững chắc hơn nhờ đức ái, tình yêu cao cả hơn tất cả, y biết. 89 TT Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nghệ sức mạnh của gia đình thực chất nằm ở khả năng yêu thương và dạy cách yêu thương, để dù một gia đình có bị tổn thương đến đâu đi nữa, để nó luôn có thể lớn lên nhờ tình yêu, nghe y biết, 53. Không có sự phân biệt nam nữ trong kế hoạch cứu độ. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cũng than phiền rằng trong khi chúng ta biết hôn nhân và gia đình có ý nghĩa quyết định đối với đời sống của các dân tộc, thật không may, có những quốc gia mà chính quyền không tôn trọng phẩm giá và quyền tự do mà mỗi người đều có như là quyền bất khả nhượng của con cái thiên chúa. Những ràng buộc và áp đặt thường đè nặng đặc biệt lên phụ nữ, buộc họ phải phục tùng. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh phaolô Lô, kể trong Chúa Gieo Kitô không còn người nam hay người nữ, kể nghĩa là trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa không có sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ, cả hai đều thuộc về Chúa Kitô, Amoris Latitia, 200 vượt qua những khác biệt hoặc xung đột về văn hóa nhận xét rằng những thách đố những vấn đề những hy vọng ảnh hưởng đến hôn nhân và gia đình ngày nay là một phần của mối quan hệ giữa giáo hội và văn hóa đức thánh cha mời gọi giáo hội dấn thân vượt qua những khác biệt hoặc xung đột về văn hóa xây dựng sự hòa hợp và hiểu biết giữa các dân tộc theo đức thánh cha học viện giang phao lô hai cần hợp tác đặc biệt trong lĩnh vực này thông qua các nghiên cứu và học hỏi nhằm phát triển kiến thức đánh giá về thái độ của các xã hội và nền văn hóa khác nhau đối với hôn nhân và gia đình. Ngài muốn học viện chú ý đến sự phát triển của khoa học nhân văn và văn hóa nhân học trong một lĩnh vực rất cơ bản cho văn hóa sự sống. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha hy vọng học viện, với các cơ sở liên kết ở nhiều nơi trên thế giới, hỗ trợ các cặp vợ chồng và gia đình trong sứ mạng của họ giúp họ trở thành những viên đá sống động của giáo hội và những chứng nhân của lòng trung thành và phục vụ, của sự mở ra với sự sống và sự tiếp đón. Đức thánh cha Francisco đối thoại là con đường duy nhất cho hòa bình tại thánh địa. Cặp gỡ phái đoàn của Hội đồng Hòa bình Hoàn vũ, bao gồm những người trẻ, vào sáng ngày 25 tháng 11 năm 2024, Đức thánh cha khen ngợi sự dấn thân của hội đồng cho chính nghĩa hòa bình ở thánh địa và chia sẻ với phái đoàn ba điểm: Một cần người trẻ trong công cuộc xây dựng hòa bình, hai, luôn tham gia đối thoại vì đó là công cụ chính của hoạt động này và ba, đừng bao giờ mất hy vọng. Hội đồng Hòa bình Hoàn Vũ là một tổ chức được thành lập vào năm 2016, bao gồm 15 tổ chức hòa bình trên khắp thế giới. Tha thứ và sẵn sàng buông bỏ những thành kiến và vết thương quá khứ Đức Thánh Cha nói rằng sự hiện diện của người trẻ thuộc các nguồn gốc và tôn giáo khác nhau là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ước muốn hòa bình đã ăn sâu vào tâm hồn con người và nó có khả năng biến sự hiệp nhất thành đa dạng. Theo Ngài, chúng ta cần những người trẻ thực hiện công việc phục vụ quan trọng này bởi vì họ có một thứ lý tưởng, lòng nhiệt thành và hy vọng, điều nhắc nhở tất cả chúng ta rằng một thế giới tốt đẹp hơn là có thể, rằng hòa bình là có thể. Đặc biệt, Ngài nhấn mạnh rằng người trẻ có thể giúp người khác khám phá những yếu tố quan trọng mở đường cho hòa bình, sự tha thứ và sẵn sàng buông bỏ những thành kiến và vết thương trong quá khứ. Người trẻ là những nghệ nhân của hòa bình thông qua đối thoại. Điểm thứ hai là luôn tham gia vào đối thoại, vì đó là công cụ chính mà chúng ta có thể sử dụng để đến gần nhau hơn, bày tỏ ý kiến của mình, lắng nghe nhau, nhìn nhau, tìm hiểu nhau, cố gắng hiểu nhau, tìm kiếm điểm tiếp xúc. Tất cả những điều này được tóm tắt trong động từ đối thoại. Những người trẻ có thể là những nghệ nhân vĩ đại của hòa bình thông qua đối thoại. Đừng bao giờ mất hy vọng. Điểm thứ ba là không bao giờ mất hy vọng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng những hậu quả tàn khốc của chiến tranh và hận thù, sự nghèo đói, phân biệt đối xử và nhiều thực tế có thể khiến chúng ta nghĩ rằng sự dấn thân đối thoại của chúng ta là vô ích vì nó mang lại ít kết quả cụ thể và chúng ta cũng có thể bị chỉ trích vì tập trung vào nhu cầu đối thoại nhằm thúc đẩy chính nghĩa hòa bình. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ hãy giữ niềm hy vọng sống động, hãy luôn nhớ rằng tất cả chúng ta đều là thành phần của một gia đình nhân loại và những nỗ lực thúc đẩy hòa giải, hòa hợp và hòa bình sẽ luôn xứng đáng với thời gian và nỗ lực của chúng ta. Đức Thanh trà, hiệp ước hòa bình và tình bạn của Argentina và Chile là mô hình giải quyết xung đột hiện nay. Đức Thanh Cha nói với đại diện hai giáo hội địa phương và phái ngoại giao đoàn Argentina và Chile trong buổi tiếp kiến sáng thứ hai, ngày 25 tháng 11, kỷ niệm 40 năm hiệp ước hòa bình và tình bạn, chấm dứt tranh chấp kéo dài lãnh thổ giữa Argentina và Chile, chính tình bạn với Chúa, sau đó được phản ánh trong mọi mối quan hệ khác của con người, là nền tảng của niềm vui sẽ không bao giờ mất đi. Hiệp ước được thực hiện nhờ trung gian của Thánh giáo Hoàng Doan Phao Lô và sự tin tưởng của các lãnh đạo và người dân của hai quốc gia dành cho ngài. Thực tế, sau khi Thánh Doan Phaolô II can thiệp vào Giáng sinh năm 1978, hai hội đồng giám mục đã nỗ lực không ngừng để đạt được kết quả vào tháng 11 năm 1984. Vài tuần trước trước, nhân kỷ niệm 40 năm này, các giám mục Argentina và Chile đã ký một tuyên bố chung nhắc lại cách hiệp ước đã ngăn chặn chiến tranh giữa hai dân tộc anh em các vị mục tử dâng lời tạ ơn Chúa vì thỏa thuận đã tạo điều kiện giúp đối thoại hòa bình chiếm ưu thế. Đồng thời bày tỏ biết ơn Thánh Doan Phaolô II vì lời đề nghị làm trung gian giữa hai quốc gia. Ngó lời với mọi người hiện diện, trước hết Đức Thánh Cha nói đến hòa bình. Khi thông qua hiệp ước vào ngày 2 tháng 5 năm 1985, Thánh Giáo Hoàng đã khẳng định rằng món quà hòa bình này cần phải nỗ lực mỗi ngày để bảo vệ nó khỏi những trở ngại, và khuyến khích mọi sự để làm phong phú hơn. Thực vậy, hiệp ước đưa ra những phương tiện phù hợp để đạt được hai mục đích giải quyết những khác biệt và thúc đẩy một tình bạn hài hòa qua sự cộng tác trong mọi lĩnh vực hướng đến sự hòa hợp hơn giữa hai quốc gia theo đức thánh cha với tình hình thế giới hiện tại trong đó rất nhiều xung đột tiếp diễn và suy thoái mà không có ý chí hiệu quả để giải quyết chúng thông qua việc loại trừ hoàn toàn việc dùng đến vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực thì mô hình giải quyết tranh chấp một cách toàn diện dứt khoát và hòa bình trên cần được đề xuất lại về tình bạn Đức Thánh Cha nhận xét khi cơn gió lạnh của chiến tranh thổi qua, cùng với bất công, bạo lực và bất bình đẳng tái diễn, cũng như cuộc khủng hoảng khí hậu và sự thay đổi nhân học chưa từng có trước đây, chúng ta phải dừng lại suy nghĩ và mở lòng ra để gặp gỡ Chúa và ý thức hơn về chính mình, người lân cận và thực tại xung quanh. Chúng ta được mời gọi trở thành những người hành khất của điều thiết yếu, của điều mang lại ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của chúng ta. Khi làm như vậy, chúng ta khám phá ra rằng giá trị của sự tồn tại của con người không nằm ở những thành công cuộc đua cạnh tranh nhưng trước hết và trên hết là ở mối quan hệ yêu thương nâng đỡ chúng ta đặt nền tảng cho hành trình của chúng ta trong sự tin tưởng và hy vọng chính tình bạn với chúa sau đó được phản ánh trong mọi mối quan hệ khác của con người là nền tảng của niềm vui sẽ không bao giờ mất đi kết thúc diễn văn Đức Thanh Tra nhấn mạnh hiệp ước hòa bình và tình bạn là một ví dụ kịp thời nhất cho sự cần thiết của sự kiên trì với quyết tâm hướng đến giải quyết tranh chấp với mong muốn thực sự đối thoại và thỏa thuận. Qua đàm phán kiên nhẫn với những thỏa hiệp cần thiết, luôn quan tâm đến các nhu cầu chính đáng và hợp pháp của tất cả. Đức Hồng Y Parolin, chấm dứt leo thang chiến tranh ở Ukraine trước khi không thể cứu vãn. Phát biểu tại một sự kiện ở Roma hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 11, Đức Hồng Y Pietro quốc vụ khanh tòa thánh, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của tòa thánh về những diễn biến gần đây trong cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm việc triển khai tên lửa tầm xa và mối đe dọa ngày càng tăng của một cuộc xung đột toàn cầu rộng lớn. Quốc vụ Khanh tòa thánh nói, tôi đồng tình với suy nghĩ và mối quan tâm của Đức Thánh Cha, chúng ta phải dừng ngay bây giờ, khi vẫn còn thời gian. Sự leo thang này có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, với những hậu quả không ai có thể lường trước được. Khi được hỏi có phải cuộc xung đột lúc này đang ở mức độ nghiêm trọng không, Đức Hồng Y nhận xét rằng thật khó nói thời điểm nào thì tồi tệ nhất trong cuộc chiến này, nhưng những diễn biến hiện nay rất đáng lo ngại. Ngài cũng xác nhận tòa thánh tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện trao đổi tù binh và đảm bảo trẻ em Ukraine bị bắt đưa đến Nga được trở về. Mặc dù không có thông tin cập nhật mới về mặt trận này, Đức Hồng Y tái khẳng định quyết tâm của Vatican đối với vấn đề này. Vì đây là vấn đề nhân đạo, nhưng cũng là những bước hướng tới cuộc đàm phán cuối cùng liên quan đến việc Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi điều tra xem những gì đang xảy ra ở Gara, với số người người chết vượt quá 44. Không có phải là diệt chủng không? Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường của Tòa Thánh, theo đó những vấn đề này phải được nghiên cứu kỹ vì có những tiêu chuẩn để xác định khái niệm diệt chủng. Ngay cả về vấn đề bài do Thái, Đức Hồng Y cũng nhắc lại, quan điểm của Tòa Thánh đã rõ ràng. Không cần phải xem xét thêm nữa. Chúng tôi luôn lên án và chúng tôi sẽ tiếp tục lên án điều này. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những điều kiện đó, trong chừng mực chúng tôi quan tâm, để thực sự có thể có một sự lên án nghiêm túc và một cuộc đấu tranh nghiêm túc chống lại hiện tượng này. Đức Thánh Cha tiếp Liên đoàn Mô Tô Ý Ngày 25 tháng 11, Đức Thánh Cha tiếp Liên đoàn Mô Tô Ý, khích lệ mọi người tiếp tục tham gia hoạt động giáo dục người trẻ trong các trường học, về luật an toàn đường bộ, bảo đảm an toàn cho chính những người trẻ điều khiển phương tiện giao thông và cho cả những người khác. Đề cập đến nhiệm vụ của Liên đoàn Mô Tô Ý, quản lý và kỷ luật hoạt động mô tô trên toàn lãnh thổ Ý và đại diện cho hoạt động này ở cấp quốc tế. Đức thánh cha khuyến khích mọi người dấn thân nâng cao nhận thức về việc tuân thủ các quy định của luật an toàn giao thông đường bộ. Ngài nói, qua các khóa học được tổ chức ở trường học, anh chị em có thể giúp những người trẻ, thường ngưỡng mộ các tay đua nhưng không nhận thức được sự nguy hiểm của hoạt động này suy chín chắn. Thực vậy, có nhiều nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông và có nhiều người trẻ, trong nhiều trường hợp, do thiếu kiến thức hoặc không áp dụng các quy định an toàn đã gây nguy hiểm cho sự an toàn không chỉ cho người điều khiển xe nhưng còn cho người khác. Đức thánh cha nói thêm Chính vì thế thời gian dành cho những sáng kiến giáo dục, theo nghĩa này là một cách đầu tư cho cuộc sống. Và ngài kết thúc bằng cách cảm ơn hoạt động giáo dục của Liên đoàn Mô Tô Ý dành cho giới trẻ. Nhà nguyện lòng thương xót Chúa ở Thái Lan mang Laudato Si vào cuộc sống. Nhà nguyện lòng thương xót Chúa ở huyện Bang Bo, tỉnh Samut Prakan, ở Thái Lan đang xây dựng được ca ngợi là một dấu ấn của thiết kế có ý thức bảo vệ môi trường, kết hợp đức tin và sự quan tâm đến thủ tạo. Cha John Wirek Amonthan, Linh Mục dòng chúa cứu thế giám sát dự án, nói, dựa trên các nguyên tắc của Laudato Si, nhà nguyện được xây dựng như một công trình tiết kiệm năng lượng, tôn trọng và tán dương thế giới tự nhiên. Cha mô tả nhà nguyện là một sự thể hiện hữu hình cho lời kêu gọi hoán cải sinh thái của Đức Thánh Cha Francisco. Việc xây dựng nhà nguyện phản ánh các nguyên tắc của Laudato Si và phù hợp với các nỗ lực phát triển bền vững rộng lớn hơn. Cha giải thích rằng không chỉ ủng hộ cho sự hoán cải sinh thái, Laudato Si còn phù hợp với phong trào toàn cầu hướng tới tính bền vững, như được nêu trong mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng việc chăm sóc thụ tạo xuất phát từ đức tin của chúng ta vào Chúa là đấng tạo hóa. Giáo hội Công giáo Thái Lan đã thực hiện sứ vụ này, kết hợp nhận thức về sinh thái vào các dự án giáo phận, trường học, giáo sứ và sáng kiến cộng đồng. Nhà nguyện, cha Amontan chỉ ra những nỗ lực rộng rãi nhằm truyền bá ý tưởng rằng thế giới là ngôi nhà chung của chúng ta truyền cảm hứng cho hành động chung ở nhiều cấp độ khác nhau của xã hội. Chính nhà nguyện lòng thương xót Chúa là một ví dụ điển hình cho dấn thân này. Được thiết kế với mục tiêu bền vững, tòa nhà tận dụng đối đa luồng không khí và ánh sáng tự nhiên. Bằng cách hạn chế sử dụng kính ở một số khu vực, thiết kế giúp giảm sự truyền nhiệt nhưng vẫn duy trì kết nối chặt chẽ với môi trường tự nhiên xung quanh. Nằm cách Bangkok 50 km về phía đông, nhà nguyện được thiết kế không chỉ là nơi thờ phượng nhưng còn là trung tâm cho các hoạt động cộng đồng ở một khu vực thiếu những không gian như vậy. Thiết kế hình tròn của tòa nhà tượng trưng cho sự thống nhất và là địa điểm linh hoạt để tổ chức thánh lễ, đám cưới và các sự kiện cộng đồng khác. Cha Amonta nói thêm, không chỉ là nơi thờ phượng, nhà nguyện còn mời gọi tất cả khách viếng thăm suy ngẫm về tương quan của họ với thủ tạo, đấng sáng tạo và với nhau. Ở đây, thiên nhiên không chỉ đóng vai trò là phong nền nhưng còn là yếu tố quan trọng của trải nghiệm lời nhắc nhở về vẻ đẹp và nhịp điệu thế giới của Chúa. Nhà nguyện, hiện tại công trình đang trong giai đoạn hoàn tất. Lễ khánh thành và làm phép dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12, do Đức Tổng Giám mục Peter Brian Welser, Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan, và Đức Tổng Giám mục Francis Savi Vira Apongran của Bangkok chủ sự. Linh mục dòng Chúa cứu thế kết luận, khi không gian thánh thiêng này được làm phép, nhà nguyện sẽ được biến đổi thành nhiều thứ hơn là một tòa nhà đơn thuần, trở thành một minh chứng sống động cho Laudato Si đang hoạt động, một không gian nơi đức tin, cộng đồng và sự quan tâm đến thủ tạo hội tụ để truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai. Hàng triệu tín hữu Ấn Độ sẽ kính viếng thánh tích của Thánh Francisco Xavier. Trong 45 ngày, từ ngày 21 tháng 11 năm 2024 cho đến ngày 5 tháng 1 năm 2025, thánh tích của Thánh Francisco Xavier sẽ được trưng bày cho các tín hữu kính viếng tại đền Thánh Chúa Gieo Nhân Lành ở Goa, Ấn Độ dự kiến sẽ có khoảng 8 triệu tín hữu kính viếng thánh tích. Thánh tích của Thánh Francisco Xavier, tu sĩ dòng tên, nhà truyền giáo giao giảng về Kitô giáo tại Ấn Độ, cũng như Trung Quốc và Nhật Bản, được Tổng giáo Phận Hoa và Đa Man trưng bày cho các tín hữu kính viếng mỗi 10 năm. Ngài qua đời tại đảo Thượng Xuyên, Trung Quốc vào năm 1552, nhưng thi hài của Ngài đã được đưa đến qua vào năm sau đó. Lời nhắc nhở canh tân cuộc sống theo gương thánh Francisco Xavier Đức Tổng Giám mục A New Cao của Dehi, tham dự thánh lễ khai mạc cuộc trưng bày thánh tích, đã chia sẻ, việc trưng bày thánh tích của Thánh Francisco Xavier là thời điểm của ân sủng và canh tân, không chỉ đối với những người đến để tôn kính thánh tích mà còn đối với giáo hội tại Ấn Độ. Đây là lời nhắc nhở và lời kêu gọi tất cả chúng ta hãy canh tân cuộc sống của chính mình. Suy ngẫm về sự biến đổi đã diễn ra trong cuộc đời của Thánh Francisco Xavier sau khi Ngài gặp Chúa Giêsu. Đức Tổng Giám mục đã nhắc lại rằng, trong suốt các chuyến đi và di chuyển từ làng này sang làng khác, từ nhà này sang nhà khác, từ người này sang người khác, thánh nhân luôn dành thời gian để cầu nguyện nhiều giờ để tìm kiếm sức mạnh và ánh sáng của Chúa và thực hiện ý muốn của Người. Ngài luôn ưu tiên người nghèo, người bệnh, tù nhân và tất cả những người đang cần. 470 năm đã trôi qua kể từ khi cơ thể không thể phân hủy của Ngài mà chúng ta gọi là thánh tích đến qua bằng tàu từ đảo thượng xuyên qua Malacca vào giữa tháng 3, 1554 và vẫn luôn ở bên chúng ta cho đến nay. Ngài nói tiếp: rất nhiều sự kiện lịch sử đã diễn ra ở đây, tại thành phố qua cổ này, trong tiểu bang, trong nước và trên thế giới. Nhưng vị thánh của chúng ta vẫn luôn ở bên chúng ta và chúng ta đến đây như những người hành hương dưới chân ngài, cầu xin lòng thương xót của Chúa thông qua sự chuyển cầu của ngài. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ trở nên những chứng nhân của hy vọng. Vào cuối thánh lễ do ngài chủ sự tại đền thờ thánh Phêrô, nhân đại lễ mừng kính Chúa Gieo Kitô, vua vũ trụ, diễn ra sáng Chúa Nhật, ngày 24 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chào mừng một số bạn trẻ, đại diện cho các bạn trẻ trên thế giới, đặc biệt là các bạn trẻ đại diện từ Bồ Đào Nha, nơi diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023 vừa rồi tại Lisbon, và các bạn trẻ đại diện từ Hàn Quốc, là nơi sẽ là chủ nhà cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sắp tới. Vào năm 2027, Đức Thánh Cha nhắc đến biểu tượng chính của Đại hội Giới Trẻ, là Thánh Giá và ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, mà các bạn trẻ Bồ Đào Nha chuẩn bị trao cho các bạn trẻ Hàn Quốc, những biểu tượng mà Thánh giáo Hoàng Doan Phaolô II đã ủy thác cho các bạn trẻ, để họ có thể mang đến khắp thế giới. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ Hàn Quốc, nhắc nhớ rằng qua việc rước Thánh giá giới trẻ thế giới khắp Á Châu là họ loan báo tình yêu của Chúa Kitô cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói, chúng con hãy can đảm lên, hãy dũng đảm làm chứng cho hy vọng, điều mà thế giới chúng ta cần đến hơn bao giờ hết. Ước mong tình yêu tuyệt đối và không thể bị đánh bại của Thiên Chúa và tình huynh đệ giữa các dân tộc được triển nợ tại ở những nơi mà những biểu tượng này hiện diện. Và ước mong thánh giá của Chúa và ảnh của rất thánh trinh nữ Maria luôn là nguồn an ủi và trợ lực cho tất cả những bạn trẻ đang là nạn nhân của các cuộc xung đột và chiến tranh. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Đức Maria, nữ tỳ của Chúa, đang khi chúng ta mong chờ vương quốc của Thiên Chúa với niềm hy vọng. Được biết, khi chủ sự kinh truyền tin vào lúc 12 giờ trưa sau đó, từ lầu Ba Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã mời hai bạn trẻ người Hàn Quốc đứng bên cạnh Ngài để giới thiệu với mọi người bên dưới quảng trường Thánh Phaero về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2027, sẽ diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiện diện cùng vỗ tay chúc mừng hai nhóm bạn trẻ đại diện từ Bồ Đào Nha và từ Hàn Quốc, khi trước đó họ trao cho nhau thánh giá và ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, những biểu tượng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho việc chấm dứt bạo lực tại Myanmar. Trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 20, không 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 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, trưa Chúa Nhật, ngày 24 tháng 11 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người cầu nguyện nhân dân Myanmar đang phải chịu đau khổ vì bị chiến tranh sâu xé, nhất là các trẻ em, người cao tuổi và các bệnh nhân, những anh chị em tị nạn, gồm cả người Rohingya, là những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Ngài cũng mời gọi mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ukraine, Palestine, Israel, Liban và Sudan. Cách riêng đối với nhân dân Myanmar, Đức thánh cha nói, ngày mai, 25 tháng 11 là ngày nghỉ tại Myanmar để tưởng nhớ sinh viên đại học đầu tiên phản kháng và bị đàn áp năm 1920, dọn đường cho tiến trình độc lập của đất nước và trong viễn cảnh của một tiến trình hòa bình và dân chủ, mà hiện vẫn còn nhiều thách đố để trở thành hiện thực ngày nay. Tôi bày tỏ sự cảm thông đến toàn thể nhân dân Myanmar, đặc biệt là những anh chị em đang phải chịu đựng những cuộc xung đột vẫn đang diễn ra, cách riêng là những anh chị em dễ bị tổn thương nhất, như trẻ em, người cao niên, các bệnh nhân, những người tị nạn, bao gồm cả người Rohingya tôi thành tâm khẩn khoản tất cả những đảng phái liên hệ hãy buông vũ khí để bắt đầu một cuộc đối thoại chân thành và toàn diện, có khả năng đạt đến một hòa bình lâu bền. Thư của cha tổng quyền dòng Đa Minh về việc tuyên hiển thánh cho chân phước Pia Giorgio OP dòng giảng thuyết, trụ sở trung ương, Prat 50-24-522, thư gửi toàn dòng, lễ đức mẹ dân mình, Roma, ngày 21 tháng 11 năm 2024 phúc thay ai khác khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. MT5, 6. Thân gửi quý anh em, và toàn thể mọi thành viên trong gia đình đa minh. Anh chị em thân mến, trong tâm tình tri ân Thiên Chúa, đấng ban phát mọi phúc lành, gia đình đa minh vui mừng vì nhận được thông báo từ Đức Giáo Hoàng Phan rằng người anh em của chúng ta là PRJOFRSSATI. Ngày 6 tháng 4 năm 1901, ngày 4 tháng 7 năm 1925, sẽ được phong hiển thánh trong năm thánh giới trẻ, diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2025. Anh Pierre Giorgio là thành viên huynh đoàn Đa Minh, đã được thánh giáo Hoàng Doan Phaolô II suy tôn lên bậc chân phước. Anh là người đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người trên thế giới, đặc biệt là giới trẻ. Một trong những người viết tiểu sử của anh đã gọi anh là một vận động viên táo bạo, người tinh nghịch, nhà hoạt động cần mẫn và nhà thần bí xuất chúng. Đó là một tính cách khả dĩ truyền cảm hứng cho nhiều người trong những hoàn cảnh khác nhau anh đã truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ khao khát hướng thượng. Verso Ianto, hướng lên đỉnh cao, không những cùng anh chinh phục những đỉnh núi cao, nhưng còn qua đó diện kiến thiên nhiên kỹ vĩ và tôn vinh đấng sáng tạo. Tuy nhiên, cuộc diện kiến sâu sắc nhất của Pier Giorgio với thiên chúa trên núi cao chính là trên núi Bát Phúc, MT5. Khi được hỏi làm sao có thể chịu được khi đến thăm những ngôi nhà dơ giấy và hôi hám của người nghèo, anh Pier Giorgio trả lời, Get me effa visita oni martina nella comuninen. Iola restitisenen misero modo ceposo, visitan i poveri nghĩa là, Chúa gieo đến với tôi mỗi sáng trong bí tích thánh thể, và tôi đáp lại bằng cách viếng thăm và phục vụ người nghèo. Là một thành viên của phong trào công giáo tiến hành, anh nói, bác ái thôi không đủ, chúng ta cần canh tân xã hội. Được cảm hứng từ tinh thần của thánh Catarina Siena và cha Girolamo Savonala, op, anh đã gia nhập huynh đoàn Đa Minh vào năm 1922, lấy tên là Girolamo là một người giáo dân đa minh đạo đức, anh luôn mang theo tràng hạt mân côi và lẫn chuỗi mỗi ngày. Hãy hướng thượng. Pierre Giorgio là người hướng dẫn và đồng hành đáng tin cậy của chúng ta trong khát vọng gặp gỡ Thiên Chúa, đấng yêu thích gặp gỡ chúng ta trên núi. Lời ngôn sứ Isaiah thật thích đách khi nói về anh và về những người nam nữ thánh thiện trong gia đình của Thánh Đa Minh. Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, IS 52,7. Có lẽ một số người sẽ thắc mắc, chúng ta đã có rất nhiều thánh, và lịch phùng vụ của chúng ta gần như kín với lễ kính và lễ nhớ, tại sao chúng ta vẫn tiếp tục thúc đẩy tiến trình phong thánh? Chúng ta làm như vậy là vì việc phong thánh cho Pierre Giorgio đem lại cho tất cả chúng ta một sắc tín mới rằng việc loan báo tin mừng, nhất là qua đời sống đa minh, với tất cả sự trọn vẹn và phong phú, được thể hiện nơi tất cả các thành phần, các tu sĩ nam, nữ đan sĩ, nữ tu hoạt động, các thành viên huynh đoàn đa minh giáo dân và linh mục đó thật là một con đường dẫn đến sự hoàn thiện. Gerard Francisco Timoner Tổng quyền dòng plus 390657940555 magister at curia. Op. Convento et Sabina, Quảng trường Pietro Yeliliria, 1, 00153 Roma, Ý. www. Op. Con xin cảm ơn cộng đoàn đã nghe tin giáo hội công giáo ngày 27 tháng 11. Con xin khép lại bản tin ở đây và xin hẹn cộng đoàn ở những bản tin tiếp theo. Kính chúc cộng đoàn ngày mới an bình trong tay Chúa Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.